Vâng, xin chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại tiếp tục quay và review cho tất cả quý vị và các bạn một cái miếng đất. Miếng đất này nằm ở xã Ia Bi Ơ của huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Và miếng đất này có 5 hát. Đó thì được bám một cái mặt suối lớn. Mặt suối rất là to. Suối ngay là sau lưng của Giáp đây là bám hết. Gần như hết đất là bám một mặt suối. Và ở giữa lại có một con suối nữa chảy qua. Từ cái miếng đất này mà đi ra đến cái đường liên xã, là cái đường ở phía bên ngoài kia, thì tầm độ khoảng 100 mét thôi. Và từ đây mà các bạn đi ra đến ủy ban trường học, trường chợ là 4 cây 6 theo như Giáp đo được. Và cái đất này là đất phù sa ở bờ suối, cái đất thịt các bạn ạ, toàn bộ đất thì đã được trồng điều đấy. Toàn bộ khu đây là 5 ha đất đấy. Đây là quay, Giáp quay cho các bạn xem, kéo điện đóm là cũng rất là dễ thôi. Cái đất phía đằng sau đây là đã được trồng điều hết và suối rất là to. Và toàn bộ ở đây là đây, như quý vị cũng thấy là trên đất đây là cũng đã được toàn bộ là trồng điều. Và cái đất bờ suối thì các bạn cũng biết rồi, đất bờ suối là thường thường là đất thịt, đất phù sa, đất rất là tốt luôn. Và bây giờ Giáp sẽ quay cho các bạn xem cái chất đất và cái giá mong muốn của chủ nhà đưa ra là 1,5 tỷ có thương lượng nha các bạn. Đây, chất đất thì các bạn thấy đây là một cái loại đất thịt mịn. Chất đất rất là ok và toàn bộ đây thì đã được trồng điều hết cái khu đây luôn. Nhưng mà do gia đình không làm được và rất cần bán nên là cũng bỏ, nó gần như là bỏ hoang luôn. Mà điều thì cũng rất là tốt. Và đây là một cái con đường đi. Đường đi thì của nhà mình bỏ ra để đi thôi. Đây là con đường. Thì bây giờ Giáp đang đi ở trên cái đoạn này đi ra ngoài để cho mọi người cùng thấy. Thì đất này nằm ở xã Ia Bi Ơ của huyện Chư Bờ Rông của tỉnh Gia Lai nhé các bạn. Đó. Thì như quý vị các bạn thấy, đây là một cái dòng suối. Bám theo cái dòng suối, suối rất là lớn. Và nước thì quanh năm rồi. Riêng nước ở đây thì các bạn không bao giờ phải suy nghĩ về nguồn nước. Đó. Là một cái suối lớn, là cứ bám dọc theo cái đất của mình ở như vậy. Và trên đây là toàn bộ là đất, đất rất là bằng, bằng bạn. Là sổ sách giấy tờ là mọi thứ là đầy đủ. Và cái giá này thì là có thương lượng. Và đây là như các bạn thấy là điều là đang ra hoa. Toàn bộ điều đây là đang ra hoa. 5 hecta đã được trồng điều. Và cây điều thì cũng rất lớn, rất to. Đây là đất điều. Đất này thì ok rồi, đất bờ suối mà, chứ không phải là đất cát, nó là đất thịt. Đó, thì toàn bộ ra quay cho quý vị và các bạn xem, do chủ nhà cũng không có làm được. Và toàn bộ theo cái mặt đây, theo cái mặt này chạy thẳng lên phía trên kia. Đó, thẳng lên trên kia và bám hết cái vườn điều này. Đó, là trong này là cái miếng ở trong đây thì có một cái suối là chảy qua cái dãy. Thì bây giờ Giáp sẽ đi lên chỗ cái suối chảy qua cái dãy để cho các bạn xem. Thì cái bên ngoài vẫn là đất của mình. Đó. Suối này chảy sữa luôn. Đây là dòng suối. Dòng suối thì bám bên đây. Thì Giáp sẽ đi ra cái dòng suối để cho quý vị và các bạn cũng xem thực tế. Và toàn bộ là giáp với cái đất đây. Các bạn ơi, ở đây có cái miếng gỗ gì? Nếu mà là gỗ sao thì cũng được đấy. Đây là dòng suối các bạn ạ. Bên kia suối là đất của người ta. Và bên này suối là đất của mình. Thì các bạn thấy đây là dòng suối. Một dòng suối rất lớn. Từ cái dòng suối này sang bên kia chắc phải tầm được khoảng 20 mét. Nhưng là cái đường bờ suối. Nếu mà trồng cỏ hay nuôi bò hay làm trang trại gì ở đây là rất là ok. Đó, cái đường liên xã ngoài kia thì các bạn kéo điện vào là cũng đầy đủ hết. Thế thì là Giáp đang đi ra ngoài kia để cho quý vị và các bạn thấy được là cái dòng suối nó ở giữa dãy. Thì Giáp đang đi ra ngoài, thì xin mời mọi người. Thì toàn bộ đây là đã được là cái vườn điều. Cỏ dài không làm được. Vì gia đình nó cũng bỏ, không làm được thế này. Nên là bây giờ là điều có hoa này, bây giờ là phải đưa người vào phát sạch cỏ đây đi để chuẩn bị tới đây là nhặt điều. Nhưng mà cũng không phát đi thì để điều đóm rồi mọi thứ nó rơi xuống những cái bụi cỏ này sao mà nhặt được. Đó, là đấy, suối ở bên đây. Cứ bám theo dọc bờ suối thôi. Suối ngay đây này. Quay cho các bạn xem là cái bờ suối ở phía bên đây. Đây các bạn ạ. Đó, đây là một cái dòng suối rất là to. Nước chảy quanh năm. Đó, thì là riêng cái nguồn nước là các bạn là cũng không bao giờ phải lo lắng suy nghĩ gì rồi. Thì đất của mình là ở trên đây. Thì ngay cái bờ suối này thì chủ nhà cũng không trồng cái gì. Cách cái cũng phải từ mép bờ suối trở vào thì cũng phải tầm được khoảng 10 mét, 15 mét thì đấy, là chủ nhà không trồng cái gì, là bán theo dọc suối là không trồng. Đấy, thì còn toàn bộ trong đây là được trồng điều kín. Thì bây giờ là Giáp đang đi ra ngoài. Nói chung 5 hát thì Giáp cũng không thể đi hết được. Nó cũng khá là rộng.
Nên là bây giờ là giáp sẽ đi bộ ra bên ngoài. 5H là trong bìa rồi các bạn ạ. Ở ngoài thực tế giáp nghĩ là nếu trừ bờ suối thế này chắc là hơn. Nó khoảng không khéo nó khoảng 5H rưỡi quá. Đoán đoán vậy thôi nhá các bạn nhá. Mình mua bán thì mình mua theo bìa ấy. Còn đất ở ngoài sử dụng thì mình cứ sử dụng thôi. Thực ra là người ta sẽ trừ bờ suối rất là nhiều. Các bạn ạ. Mệt quá các bạn ơi. Ui chỗ này có một cây điều cổ thụ và cũng đã được to quá cắt bỏ rồi. Đó, chất đất thì các bạn thấy là chất đất rất là ok luôn. Đây là chất đất này. Đất rất là đẹp. Ngoài này hầu như nhìn như kiểu gần như đất đỏ luôn các bạn ạ. Đất ngoài này thì cảm giác nhìn như kiểu đất đỏ ấy. Đây là cái con đường ở giữa dãy. À, ngoài này thì cũng đã phát cỏ rồi các bạn ạ. Phát cỏ để nhặt ấy rồi. Để nhặt cỏ rồi. À, nhặt nhặt điều rồi. Phát sạch cỏ đây rồi. Ở dưới chân thì cũng được chủ nhà là tỉa cành tỉa cội đi. Nói chung là cũng làm cũng có vẻ ngoài thì được được. Ở bên trong thì là chưa. Đây như cái cây điều này thì cũng đã được phát quang ở bên dưới. Đấy, như các bạn thấy là cái cây điều đây là cũng đã được phát sạch sẽ ở bên dưới này. Để chuẩn bị nhặt thì ở đây cái dòng suối đây các bạn. Đây là một cái dòng suối và bên kia cũng là đất của mình nữa. Thì đây có một cái suối, chỗ này thì chủ nhà cũng có bắc cầu. Thì bây giờ tao sẽ đi ra cái phía cái cầu đây để cho mọi người cùng coi là chủ nhà cũng có bắc một cái cầu bằng gỗ. Thì được cái là như này, ở giữa ở đây mình này, đây có một cái dòng suối nó chảy thẳng cắt qua đây, thì các bạn có thể tạo ra chỗ này là tạo một cái cảnh gì đấy là cũng rất là tốt, bắc một vài cái cầu làm cái nhà. Thì toàn bộ đất ở trong đây là một vườn điều đông đặc. Suối thì ôm gần như vùng quanh, gần như vùng quanh dãy luôn. Nguồn nước thì gọi là quá chi là dồi dào. Đấy, đất của mình tới cái khe đó, khe bên đây. Theo đấy chạy thẳng hết vào trong kia. Đó, hết cái khu vực này là cái hình vườn điều, hết cái khu vực đây. Đó, rồi bám hết sang bên đây luôn. Bên đây. Rồi bám hết theo bên đây là cái cầu này, cầu nhà mình luôn này các bạn. Đó, đây là cái cầu. Đây là gia đình có bác một cái cầu gỗ đi qua đây. Thì như các bạn thấy là đây là cái dòng suối. Suối này là suối ở giữa dãy nhà mình, chảy qua dãy nhà mình. Đây là một cái suối nước. Thì như mọi người cũng thấy đây là một cái suối nước này. Đây là một cái cầu gỗ. Và cái suối nước này thì chảy từ đầu này chảy xuống này. Đó. Nước. Và bên đây cũng là đất của mình. Đó. Hiện tại thì đây đất của mình luôn, đây là cái con đường nhà mình. Thì đất của mình là bắt đầu lúc vừa là giáp đi bên kia. Thì bây giờ đi sang bên đây rồi. Thì nguyên cái chỗ này đã tầm khoảng mấy sào. Đó, tầm 2 3 sào gì, 3 4 sào gì đấy. Và cái suối ra bên đây. Thì như mọi người cũng thấy là cái chất đất ở đây là như thế này. Đó, thì giáp đã đang đi nuôi ra ngoài để cho mọi người hình dung. Và từ cái đầu đất của mình đi ra ngoài kia thì nó cũng chỉ độ khoảng 100 mét thôi. Đấy của mình thì cái mé bên này cũng giáp suối to, là cái suối vừa nãy á là tới thẳng trong kia. Đấy chỗ hai cái cây cao cao cuối cái dưới kia là cái suối luôn. Thì bây giờ giáp đang đi dọc cái đường đây để đi ra đến cuối cái dãy phía kia. Thì như các bạn thấy là cái phía bên tay trái của giáp là đất của ông hàng xóm. Và phía bên tay phải là đất của mình, chỗ này cũng tầm khoảng 2 3 4 sào gì đấy, khoảng khoảng đấy. Đây bắt đầu từ cái cọc này. Cái cọc chôn đấy là cái mốc. Đấy, thì cứ bên kia đường là của người ta và bên này đường là của mình. Đấy, thì là cái đường đi đây, đường đi đây là đường nhà mình, thích bỏ bao nhiêu đường thì bỏ các bạn ạ. Thích rộng bao nhiêu thì rộng. Đây là cái miếng đất bên ngoài. Đấy, thì bây giờ sẽ đi ra bên kia để các bạn đi ra ngoài đầu. Đầu kia. Để các bạn có thể hình dung là cái miếng đất như thế nào. Để ngay góc trên kia thì ngay đầu đường vào của mình thì nó có một cái nhà. Ngay đầu tiên đường vào này là có một cái nhà. Đây nhá, thì đất của mình là đến cái bụi tre này nhá các bạn. Đây, đến cái bụi tre này là ôm thẳng vào trong kia. Thì suối ở chỗ kia. Đó, từ đây mà đi ra đến ngoài cái đường kia, giáp nghĩ là nó chỉ khoảng là tầm một khoảng 100 mét thôi là ra đến cái đường liên liên xã. Thì như các bạn thấy là đấy chỗ cái cây điều đấy. Chỗ đấy là có một cái nhà đang ở, đứng đây nghe tiếng xe máy chạy ngoài kia mầm luôn. Đó, là đấy là một cái nhà. Từ cái nhà đấy mà ra đến cái đường kia chắc tầm được khoảng 50 mét nữa là ra đến cái đường liên xã. Thì qua cái nhà đấy thì vào đây đến đến nhà mình thì suối ở đây nhé các bạn. Hàng biên của mình thì từ cái góc kia. Đó và đây là cái dòng suối đây. Đây là xin quay cho các bạn xem là cái suối nó ôm như vậy, nó ôm gần như là hết đất của mình luôn. Đây là một cái suối lớn. Suối rất là to. Suối đây chắc nhiều cá lăng và cá chê đây.
Đây câu thấy được các bạn ạ, đấy đúng là suối luôn, đây là một cái dòng suối rất là to và bám hết đất của mình, hầu như bám hết đất của mình lên tận trên kia luôn, theo lên vòng hết lên trên đấy luôn. Đấy là ngày hôm nay Giáp quay cho quý vị và các bạn xem một cái miếng đất như vậy, đất bờ suối thì nó rất đẹp rồi, nó phù sa mà. Thì cũng cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tất cả các bạn là cũng đã xem video này. Chúc tất cả quý vị và các bạn cũng kiếm được một miếng đất ưng ý cho mình. Và hiện tại như quý vị và các bạn thấy đây là một cái danh biên. Thì dọc lên trên kia và toàn bộ khu vực đây là đất của mình đây. Đấy, chạy sâu tút vào trong kia, đất rất là bằng phẳng nha các bạn. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các cái video lần sau.